đi, mày đỡ đi, mày đỡ đi. Mày đỡ nó đi, mày đỡ đi. Mày đỡ giùm cái luôn á. Mày đỡ. Bớt điên lại con. Bớt điên lại. Tém tém lại. Ôi trời ơi. Mai em đi thi bằng lái. Anh nói gì đó hư hỏng cho em động lực đậu mà luôn lần đầu đi. Chúc Hậu thượng lộ bình tĩnh, giữ vàng tâm lý, chạy tới vòng nào cái lo kêu em tới đó. Số cán dạch. Em vừa bo cua phát nào là đậu bắt cái lo nó kêu cái số xe em cái đó. Thôi chúc vậy thấy kỳ quá. Anh sẽ chúc Hậu không có bị cái lo nó kêu một phát một là ăn ngay. Em chạy vòng số 6 chứ em không có chạy vòng số 8. Ôi xin lỗi Hậu, anh bị ngáo cảm xúc. Anh cười hơi to đó, sorry em. Dí hả? Dí đồ, dí nó đi con, dí nó đi. Mình có lì vậy tao, đúng không? Mày có lì vậy tao, đúng không? Mày lì lên. Sao luôn. Đi liền, dí nè, dí. Thằng nát đâu? Vơ luôn, Phúc Tì ơi. Qua nhau cái luôn nát đi. Nó không qua nhau cái luôn mọi người. Tiến luôn trời ơi. Ghét điên tính hả? Rồi ok em. Tặng cho anh đúng không? Anh Hảo. Cảm ơn anh về hồi máu đi. Em xin. Mang con dao led tới đây. Nó chạy còn tóc biến đâu chạy. Tóc biến nữa đâu mà chạy. Gồng lượng. Bệnh gì cử ra đây chơi luôn chứ. Cúp bùa luôn anh em ơi. Cúp luôn anh em ơi. Nó đang ăn tà thần. Mí đây. Để phóng cho nó bỏ bùa luôn. Phóng tới luôn chứ phóng xương xương là nó vô đó. Đi rồi ông giáo à. Đi rồi toan rồi. Toan rồi nát ơi. Đi rồi Goi ơi. Quả tới rồi nát góc ơi. Thôi về hồi máu hết máu rồi. Giống hồ rét của anh xưa anh chơi không ta? Cái nào anh? Con cờ rét này nó sai sai với con cờ rét của anh Sơn sao á. À, anh Sơn anh cầm cờ rét anh quýnh dở thiệt luôn á anh. Cờ rét ta cầm châu bà đỡ. Cờ rét anh cầm đụng cái là té. Quýnh dở lắm. Nhảy đô nét nè, chuẩn bị nhảy đô nét nè. Không có, hôm qua anh bảy gớt này anh đi ngủ luôn rồi, anh không thức khuya nữa. Luôn. Trời ơi, nó gọi chữ cuối kìa. Bỏ. Xuống này. Đúng xuống nhỉ? Chạy không kịp á anh, bỏ đi anh. Bỏ đi anh. Thank you em. Đấy rồi, chữ cuối luôn anh ơi. Ủa chưa có nhầm. Đi vô. Chưa đi ạ. Đi luôn cờ rét à. Tiếc cho anh quá. Em sẽ vô đây em lụm nát. Em mặc chiều cuối nha tính. Em mặc chiều cuối nha, cẩn thận nha.
xong rồi, bỏ con giữ chợ rồi. Bỏ con giữ chợ rồi. Thôi xong rồi. Ây da trời ơi, nói cái gì nữa mọi người ơi. Giọt thôi. Nói gì nữa giờ. Chạy đi. Rồi nói sao. Giờ đứng đây ổn không? Anh tặng cho em cái giáp ảo cái anh. Được nha, được nha. Thấy bộ bùa nè, như đây máu nó phái lắm. Chuẩn bị tặng nha, chuẩn bị tặng nha. Nó bỏ rồi. Bỏ rồi anh ơi, tha cho nó đi anh ơi. Bỏ rồi. Rồng luôn, rồng luôn. Full shot rồi Hùng ơi. Hẹn Hùng nhau ngày mai nha. Chưa mai chắc tôi chơi sớm á. Mai chủ nhật mà. Mai chắc khoảng tầm 11 giờ trưa chơi á. Bạn nào chơi thì liên hệ mình. Mai chủ nhật rồi buổi trưa chắc các bạn cũng rảnh mà đúng không? Được ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người. Búa gì vậy? Mai mấy anh có muốn win sớm đúng không? Mình làm luôn nè. Đẩy được rồi đẩy đi. Ôi trời ơi. Rồi lùi ra, lùi ra đây, lùi ra đây. Sườn thêm chén bỏ viên để dô coi like của e mà sao e nói gì lum la dậy tín. Hồi nãy giờ em có nói gì đâu anh Sơn. Ơ kìa. Em nói á, hồi nãy giờ cái anh Sơn hẹn sớm. Chứ em có nói anh Sơn, alo hôn Sơn đâu. Trời ơi. Sơn hẹn sớm anh ơi. Rồi luôn. Té luôn rồi. Hết luôn rồi. Đi về à. Trời, con phờ lỏ nó còn có chấm máu rồi trời. Em phóng nó vậy mà nó không té hả? Không té kìa. Em phóng nhiều lắm luôn á. Điện cuối cùng chưa đủ. Điện cuối cùng chưa đủ. Sắp có song đao rồi. Tốc độ di chuyển nhiều hơn. Tốc độ đánh cũng có. Tha hồ mà phóng. Phóng lia liệu ông địa luôn. Cái gì vậy nát. Mang phò đỏ ra đây. Phò đỏ đâu, lên nhạc. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Nhạc đâu, cho xin tiếng nhạc ơi. Phò đỏ đâu, dùng cái cuối qua đây coi. Không qua luôn kìa. Cái trụ làm hết hồn. Trời ơi. Gì nữa. Nãy khạc được cái khoái đúng không? Tính làm nữa hay gì? Đâu có được à? Đâu có được à? Thôi ra đây. Vừa. Mày giống mấy thằng Di nữa rồi đó con. Trời ơi. Đến là đón, đụng là chạy. Đến từ vị trí của dân heo. Rồi xong, nào lên đây. Nào lên, đầu bắp rồi xong rồi con lét. Trời ơi, lên cái giờ tóc biến chạy không kịp luôn. Cừ hơi to rồi đó. Xin lỗi vì đã cừ. Quy ơi, quy, giữ cái đầu phải lạnh. Đầu phải lạnh nha Quy. Lấy trụ luôn nè, trời, chạy đâu vậy? Chạy đâu? Về lên trên farm. Quá trời mấy kia các bạn ha. Ok. Sắp cuối mùa rồi, tranh thủ đi. Lên được nhiêu lên ha. Mà trận này không biết phò lỏ múa được không đây. Thấy văn heo nó phóng lì quá mà. Đam to. Rồi xong múa nữa rồi kìa. Tính báo đã xuất hiện. Tất cả nó bị bao vây. Làm hết đến từ vị trí của tính báo.
Cái thằng Flo nó yếu máu luôn rồi kìa em. Đúng rồi đó, rồi, hay rồi đó, đúng rồi, thằng đó đó. Nó lì lắm, nó không ngoan đâu. Đúng rồi đó anh, đáp, hay quá anh ơi. Lên cái gì nữa giờ ta, xạ nhật cung hả? Xạ nhật cung được không, ổn không? Xạ nhật cung đi, xạ nhật cung đi. Không. Thôi em không lên xạ nhật cung đâu, em lên cái này. Ôi trời ơi. A Tín hỏi A Thịnh đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến ngày mai chưa cây. Ồ, cảm ơn thầy Diễn. Ngày mai thầy Diễn vô chơi hả? Mấy giờ thầy Diễn? Ngày mai buổi tối không biết có like không nha. Buổi trưa là có đó. Rồi lên đây con, lên đây con. Lên đây. Bay bổ bỏ bây giờ ơi. Bay hấp ử. Vừa phải thôi. Thằng phà lỏ chắc hồi nãy tụi mày để tao, một mình tao chấp hết. Vừa lún cái đầu lên một cái. Xin vĩnh biệt cô. Mấy anh kia ghét không nào dám lên luôn mà. Một mình anh phà lỏ lên thôi, không ai lên. Chân. Đỡ đi, mày đỡ đi, mày đỡ đi. Mày đỡ đi, mày đỡ đi. Mày đỡ giùm cái luôn á. Bớt điên lại con. Bớt điên lại. Tém tém lại. Không lên giám hộ mệnh luôn. Lên luôn cái xạ nhật cung các bạn. Cho tốc độ đánh cái bàn thờ ánh sáng chút xíu. Gấu ơi, gấu. Cần hết. Lộn. Chủ quá đâu, cho chai Steam 5 cái tẩy đi. Sao té hết trơn rồi. Đi bảo chết luôn à. Để em Open Hand Grade này được không? Mấy anh có vẻ mệt rồi đó, để em. Gia led đâu con? Greta đâu? Không luôn à. Vậy để em qua em bế cái bù đỏ nó. Đây là qua bù đỏ nó có. Cái cặp đồ Van Hand Grade này nó khác cái cặp đồ Van Hand Grade bữa trước ghê ta. Thôi anh ơi, anh Sơn đang coi á anh ơi. Thôi, em xin không bàn tán về anh Sơn à. Anh đang xem like à. Quýnh lộn nữa kìa anh em ơi, quýnh lộn nữa rồi anh em ơi. Từ từ mình đánh. Rồi sao? Cứu. Trời ơi, xém tí cân ba. Xém một tí nữa thôi. Một tí xíu nữa thôi các bạn. Thôi mà cân 2 cũng được rồi. Đòi hỏi chi nhiều. 3 thôi là khó lắm, 2 thôi. Muốn cân 3 thì đợi tem đi. Đứng sau lưng tem phóng. Chứ vậy là không có đùa. Gấu ơi ra bắt hồi lỏ nè. Được nè. Bỏ trụ đó đi anh. Không biết được đâu. Như Nai Liêu. Nhất trời ơi. Cái gì Quy? Gớm vậy. Không một động tác thừa luôn á. Lẹ quá nhìn không kịp. Bây giờ còn chiêu chơi nó không vậy? Nếu mọi người thấy đuối thì cứ lùi lên sau lưng em. Thôi. Vô sớm cái nữa thôi là ngon lành cành đào rồi. Nè, nó đi đường này xuống nè mấy anh. Mấy anh cứ tin em. Đó, nó khạc rồi đó, nó mới khạc rồi đó. Lùi vô trong anh. Đợi xíu, nó ra tới rồi đó. Đó, nó đứng nó khạc cái trên xuống kìa. Nó kiểm tra bụi đó. Hay rồi anh ơi. Đẹp trời. Lùi thôi anh ơi. Ta tận sắp ra rồi anh ơi.
Anh em trên top từ từ tôi nha. Coi chừng đó. Anh liêu anh kia anh múa được kìa. Rồi xong rồi. Đi rộn giáo à. Từ thôi, từ thôi. Đúng, Shisa thôi anh em. Em đứng sau lưng em phóng cho. Quy ơi, Quy ơi. Ôi trời ơi. Mai vợ e vào báo với A Thỉnh A ơi. Phát cua vợ e có anti dép Lào cho A rồi A. Rồi ok, cảm ơn thầy diễn, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Trời ơi, bật xạ chứ cung lên phí vậy. Vô nghĩa rồi. Vô dụng, vô dụng. Vô dụng thì đổi qua cái này. Tay nhanh mà, làm thêm cái liềm để quất rồi xô. Vô, nào chơi đâu, đậu bắp nào lì. Nào ho bước ra. Thằng nào ho bước ra. Thằng nào ho bước ra. Quất một hộp luôn. Nói gì nữa. I thought I handled this well.